phát huy trí tuệ đóng góp cho thành công của đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam. Trên 110.000 sáng kiến làm lợi 1,5 ngàn tỷ đồng. Lãnh đạo công an tỉnh thăm gia đình các nạn nhân tai nạn giao thông tại thành phố Biên Hòa. Sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào thứ năm hàng tuần. Tổ công tác 161 tóm gọn đối tượng mang súng và dao tự chế đi giải quyết mâu thuẫn. Phóng sự những giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo vẫn say sưa giảng bài trên bục giảng. Phát biểu tại buổi gặp gỡ đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai tham dự đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn khẳng định 31 đại biểu của Đồng Nai là những đại diện tiêu biểu cho giai cấp công nhân lao động tỉnh nhà. Do đó, tại đại hội, các đồng chí cần phát huy trí tuệ, tích cực tham gia đóng góp tại các diễn đàn, các nội dung thảo luận, đề xuất các giải pháp kiến nghị, góp phần vào thành công chung của đại hội. Các đại biểu trong đoàn cũng cần tiếp thu đầy đủ nội dung nghị quyết của đại hội, từ đó cụ thể hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả tại Đồng Nai. Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 29 tháng 11 đến 3 tháng 12-2023. Đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai tham dự đại hội gồm 31 đại biểu. Theo dự kiến, đoàn Đồng Nai sẽ tham gia 3 diễn đàn và đóng góp 1 tham luận tại đại hội. Đến nay, công tác chuẩn bị của đoàn đại biểu tỉnh tham dự đại hội đã hoàn tất. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, sau gần 2 năm, chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia. Tính đến tháng 9 2023, Đồng Nai có hơn 110.000 sáng kiến được cập nhật vào hệ thống phần mềm trực tuyến, đạt gần gấp 2 lần so với chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao, xếp thứ 6 trên 82 đơn vị trên cả nước, làm lợi cho các cơ quan doanh nghiệp 1,5 ngàn tỷ đồng. Tổng kết chương trình, gần 120 tập thể và cá nhân xuất sắc của Đồng Nai được Tổng Liên đoàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng. Ngoài ra, 6 doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện hiệu quả chương trình cũng được vinh danh. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh phát động thi đua trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2023-2028. Hướng tới Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh cùng các cơ quan của tỉnh, thành phố Biên Hòa đến thăm hỏi động viên tinh thần 22 gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại thành phố Biên Hòa. Tại các nơi đến thăm, Đại tá Trần Anh Sơn đã chia sẻ và động viên thân nhân của các nạn nhân cố gắng vượt qua khó khăn mất mát, đồng thời cho biết lực lượng chức năng đang nỗ lực triển khai nhiều tổ công tác để kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm hạn chế xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Phó trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh bày tỏ mong muốn mỗi người dân cũng phải tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông khi ra đường để cùng chung tay kéo giảm số vụ tai nạn giao thông một cách bền vững. Chính phủ vừa ban hành nghị định về sửa đổi bổ sung một số điều về kinh doanh xăng dầu. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11, 2023. Theo nghị định mới, đại lý bán lẻ xăng dầu được mua xăng dầu từ tối đa 3 nguồn nhằm tạo cạnh tranh về chiết khấu, tăng tính chủ động trong việc tạo nguồn cung ứng xăng dầu. Về khâu trung gian trong kinh doanh xăng dầu, sẽ bãi bỏ loại hình tổng đại lý bán lẻ xăng dầu nhằm giảm bớt khâu trung gian trong hệ thống phân phối. Đặc biệt, về thời gian điều hành công bố giá xăng dầu sẽ rút ngắn thời gian điều hành từ 10 ngày xuống 7 ngày. Thời gian điều hành giá được thực hiện vào ngày thứ năm hàng tuần. Ngoài ra, nghị định cũng sửa đổi quy định điều kiện kho chứa, công thức giá và phương thức điều hành giá xăng dầu, biện pháp quản lý giám sát quỹ bình ổn giá xăng dầu. Rạng sáng 18 tháng 11, đang trong quá trình tuần tra trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tổ công tác 161 Công an tỉnh nhận được tin báo của người dân về hai đối tượng điều khiển xe gắn máy và mang theo súng, dao tự chế đang lưu thông trên đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất. Tổ công tác 161 ngay lập tức tiến hành truy đuổi và bắt được đối tượng Nguyễn Thanh Trọng, 24 tuổi, trú tại tổ 1 khu phố 9 phường An Bình, thành phố Biên Hòa. Đối tượng đi chung với Trọng đã nhanh chân trốn thoát. Lực lượng công an đã thu giữ hai dao tự chế và một khẩu súng bắn đạn hoa cải. Theo lời khai của đối tượng, do có mâu thuẫn từ trước nên Trọng cùng đồng bọn đã mang súng và dao tự chế đi giải quyết mâu thuẫn. Vụ việc đã được bàn giao cho công an phường Thống Nhất để điều tra xác minh làm rõ. Hàng ngày, cô Nguyễn Thị Tường, giáo viên trường tiểu học Phan Đình Phùng, thành phố Biên Hòa, vẫn say sưa giảng bài trên bục giảng. Nhìn bề ngoài là vậy, ít ai có thể biết rằng trong người cô đang mang căn bệnh hiểm nghèo là ung thư vú ác tính hơn 13 năm qua. Cô Tường cho biết, khi mới phát hiện ra mình bị bệnh, tinh thần của cô rất suy sụp. Nhưng bằng cả nghị lực của bản thân chống chọi với bệnh tật, cùng với sự quan tâm của người thân, ban giám hiệu nhà trường và công đoàn các cấp đã giúp cô vượt qua khó khăn, tiếp tục gắn bó với trường lớp. Từ cái nghề nghiệp của mình đã chọn nghề rồi thì mình phải cố gắng. Và cũng nhờ có học sinh, nhờ có các đồng nghiệp thì lúc đó sẽ cảm thấy nó vui hơn. Đó là cái động lực. Và mỗi ngày đến trường thì mình cảm thấy là một cái niềm vui của mình và cũng là giúp mình có được cái động lực để mình dạy. Tại trường tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Biên Hòa,
Cô Nguyễn Thị Tuyết cũng là một trong số giáo viên mắc bệnh ung thư tuyến giáp ác tính từ năm 2015 đến nay. Sau khi phải nghỉ một năm để tiến hành xạ trị và điều trị bệnh, thì cô đã quay lại trường học để tiếp tục công tác giảng dạy. Mặc dù căn bệnh hành hạ và định kỳ, cô vẫn phải đi bệnh viện khám, uống thuốc điều trị, nhưng cô vẫn cố gắng hầu như không để trống tiết dạy nào của mình với học sinh. Động lực để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong cái sự nghiệp giáo dục thì đó là cái tình yêu trẻ, với lại cộng thêm những là sự quan tâm giúp đỡ của từ nhà trường, trên các cái ban ngành thì đã động viên tinh thần, từ tinh thần và vật chất, nên là cũng rất là yên tâm để dạy dỗ các con. Đối với những cái cô mắc những cái bệnh hiểm nghèo đó thì ban hiệu trường và cùng với công đoàn phối hợp với nhau và quan tâm rất nhiều đến cái đời sống của các cô, đặc biệt là đối với trong công tác bố trí chuyên môn, hỗ trợ rất nhiều cho các cô để các cô hoàn thành tốt nhiệm vụ, cũng như là bố trí có thể là theo như cái năng lực của họ và cái sắp xếp cái cục để làm sao nó phù hợp với cái việc mà họ vừa công tác, họ vừa điều trị cái bệnh như được tốt. Được biết, chỉ riêng ngành giáo dục thành phố Biên Hòa có gần 40 trường hợp thầy cô giáo mắc bệnh hiểm nghèo, trong đó chủ yếu là các trường hợp mắc bệnh ung thư. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, kính chúc các thầy cô vượt qua bệnh tật và luôn có nhiều sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp chồng người đã chọn của mình.